Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng, đêm nay ngày mai, ngày 9 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây, phát triển chậm sang phía đông, kết hợp rìa bắc rãnh áp thấp xích đạo, nâng trục dần lên phía bắc. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 15 đến 31 độ. Cụ thể, khu vực phía bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Đêm nay không mưa, ngày mai thời tiết khá lý tưởng để mọi người có thể tận hưởng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch thêm phần trọn vẹn. Nhiệt độ khá dễ chịu khi dao động từ 13 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tại Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Đêm nay và ngày mai đều không có mưa, trưa mai trời nắng gắt, người dân nên che chắn kỹ càng khi ra ngoài vào buổi trưa để bảo vệ da và sức khỏe. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 70%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai trời nắng đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ có mưa rải rác ở một vài khu vực. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Và tiếp theo là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đào Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Đây vẫn là khu vực có thời tiết nắng nóng nhất tỉnh, khi nền nhiệt dao động từ 20 đến 34 độ. Chiều tối mai sẽ có mưa rải rác ở một vài nơi, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Thưa quý vị, thời điểm này phần lớn diện tích cà phê ở Lâm Đồng đang trong giai đoạn chăm sóc nuôi trái. Đây là thời điểm cây cà phê cần bổ sung một lượng dưỡng chất phù hợp. Bên cạnh đó, bà con cần có các giải pháp quản lý sâu bệnh hại khoa học nhằm tạo những điều kiện thuận lợi để cây đạt năng suất và chất lượng trái cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các tháng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.